Chương 1442, Quy tắc cương thi 18. Minh Thù không biết Độ Khâm muốn biểu đạt cái gì, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi, chỉ có thể rời sang chủ đề khác. Trong căn phòng bị khóa lại có cái gì? Hồ Tiên Sinh sững sờ vài giây mới đáp, căn phòng kia sao, thời điểm lúc trước chúng tôi tới thì căn phòng kia đã bị khóa, có thể là lão gia tử khóa. Phòng cũng nhiều, tôi cũng vội vàng, sau đó lại xuất hiện chuyện như vậy. Nên tôi cũng không đi xem bên trong có cái gì. Có thể mở ra xem không? Có thể. Phòng này hiện tại là của hắn, đương nhiên có thể mở ra. Hồ Tiên Sinh cũng không có chìa khóa, một hắn trực tiếp tìm đồ cậy khóa ta. Ngoài ý muốn là căn phòng trống rỗng, cái gì cũng không có, ngay cả đồ lặt vặt đều không có. Minh Thù đi một vòng trong phòng ngoại trừ lạnh một chút cũng không có âm khí. Đại sư, Hồ Tiên Sinh thấp thỏm gọi Minh Thù, ngài nhìn ra cái gì sao? Tạm thời không có. Ách, hắn mời nhiều người như vậy đều không ai có thể giải quyết, Hồ Tiên Sinh cũng chỉ là thất vọng. Lại đây một chút. Minh Thù lấy ra 2 tấm bùa bình an cho hắn, cái này ông cùng vợ ông mỗi người 1 lá, không được để rời khỏi người. Được. Hồ Tiên Sinh nhận lấy, vậy tôi an bài chỗ ở cho đại sư trước. Hồ Tiên Sinh an bài cho Minh Thù cùng Độ Khâm mỗi người 1 phòng, buổi chiều lúc ăn cơm, Hồ Phu Nhân có lẽ đã không có gì đáng ngại, tự mình xuống bếp nấu ăn. Viện này trước kia cũng có người hầu làm, bất quá sau khi xảy ra quá nhiều chuyện xui xẻo, người hầu đều nghỉ việc hết. Cũng may Hồ Phu Nhân không phải là người cái gì cũng không biết, cũng có thể tự chăm sóc tốt chính mình. Cũng không biết các vị ăn có hợp khẩu vị hay không. Minh Thù thử một món ăn, gật đầu, không tệ. Đại sư thích là tốt rồi. Hồ Phu Nhân tựa hồ thở phào, ngồi xuống bên cạnh Hồ Tiên Sinh. Minh Thù ăn đến vui sướng, Độ Khâm liền ngay cả chiếc đũa cũng không động đậy, ôm con rối ngồi bất động ở đó như pho tượng. Có hắn ở đây, Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Phu Nhân cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Đại sư, vị này, tiểu huynh đệ không ăn sao? Hồ Tiên Sinh thăm dò hỏi. Hắn giảm cân. Minh Thù thuận miệng đáp, không cần để ý tới hắn. Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Phu Nhân liếc nhau, cũng không dám nữa hỏi. Chủ yếu là hơi thở trên người Độ Khâm có chút dọa người. Hồ Tiên Sinh múc canh cho Hồ Phu Nhân, nhỏ giọng nói, ăn chút canh đi. Hồ Phu Nhân nhìn Hồ Tiên Sinh mỉm cười. Cơm nước xong xuôi, Minh Thù cùng Hồ Tiên Sinh nói chuyện một hồi lại đi một vòng trong sân, sau đó mới trở về phòng. Cô vừa đóng cửa, trước mặt liền tối sầm lại. Không cần nhìn cũng biết là ai, Minh Thù nhắc nhở hắn, phòng của ngươi. Bàn tay lạnh như băng đặt lên bả vai cô đẩy cô ép vào cửa, nụ hôn không có nhiệt độ rơi xuống, chặn câu nói phía sau của cô lại. Minh Thù, tiểu cương thi này đến cùng là có mau bệnh gì? Minh Thù hơi ngửa đầu phối hợp với nụ hôn không có chút kỹ xảo nào của hắn, nụ hôn chỉ biết cướp đoạt, không mang theo chút nhiệt độ nào. Nam nhân hơi lim dim mắt, chỉ có thể nhìn thấy mấy phần con người trầm lãnh. Hàng lông mi dài đảo qua mang theo một chút ngứa. Minh Thù dứt khoát buông lỏng dựa vào cửa, thân thể cao lớn của nam nhân vượt lên, dây dưa cô từng giây từng phút. Hắn tham lam chính là nhiệt độ trên người cô. Nghĩ như vậy, Độ Khâm liền để mặc mình trầm mê xuống. Minh Thù bị hôn đến não có chút thiếu dinh dưỡng. Độ Khâm thức thời lui ra, cánh môi vẫn dán vào môi cô, hắn thấp giọng nói, ôm. Tiểu cương thi ngươi rất lạnh. Ôm. Độ Khâm cố chấp dùng một chữ biểu thị ý muốn của mình. Minh Thù, ngươi nha sao lại không theo kịch bản chứ? Minh Thù bất đắc dĩ vươn tay, vòng qua nam nhân lạnh buốt cả người. Cánh môi nam nhân sở nhẹ gò má cô, từng chút rời xuống, cuối cùng rơi vào trên cổ cô. Minh Thù không có lên tiếng, cô cảm giác Độ Khâm cọ sát đến mấy lần, sau đó yên tĩnh nắm chặt khuỷu tay giam cầm cô trong ngực hắn, bất động, lạnh. Từ trước đến nay chỉ có một ngữ khí, lúc này lại đặt câu hỏi. Ừ. Minh Thù gật đầu. Người bình thường đoán chừng hiện tại cũng đã đóng băng. Minh Thù vừa gật đầu xong, thân thể liền bay bổng. Cô bị Độ Khâm bế lên theo kiểu công chúa. Độ Khâm đi về phía giường nhét Minh Thù vào trong chăn, sau đó dùng chăn ôm lấy cô, như vậy. Minh Thù, ngươi cho rằng hàn khí trên người ngươi chỉ một cái chăn liền có thể ấm. Hình như ngươi đã hiểu lầm cái gì à? Độ Khâm thất Minh Thù không đáp, đột nhiên đưa tay bóp mặt của cô. Tiểu cương thi, ngươi không nên được voi đòi tiên à? Minh Thù chụp tay của hắn. Độ Khâm run rẩy một chút, trầm thấp nói một tiếng, Độ Khâm, sống qua ngày Độ, Khâm định Khâm. Đây là một câu dài nhất mà Minh Thù nghe hắn nói qua. Còn tưởng rằng hắn không biết nói chuyện chứ. Thì ra là biết nói chuyện, chỉ là không muốn nói câu dài như vậy. Tiểu cương thi không dễ nghe hơn sao? Không. Ai là tiểu cương thi? Hắn nới không phải. Thế nhưng ta liền muốn gọi ngươi như vậy. Minh Thù cố ý xích lại gần hắn, làm sao bây giờ? Độ Khâm không lên tiếng. Hắn không nói một lời ôm Minh Thù, càng ôm càng chặt, Minh Thù hoài nghi hắn là muốn mình ngạt chết trong chăn. Âm hiểm. Minh Thù muốn giật chăn ra, Độ Khâm mặt không đổi sắc ép trở về. Minh Thù, buông tay. Không, ngươi lặp lại lần nữa. Minh Thù ngữ khí bất thiện. Người phía sau im lặng, nhưng cũng không buông ra. Minh Thù, tức chết chẫm. Loại người này nên đẩy vào lãnh cung. Minh Thù giãy dụa một hồi, chăn mền bọc lấy tay chân không di chuyển được. Cô ngửa đầu nhìn người bên cạnh, dùng sức cọ qua hôn lên khóe miệng hắn, lại cọ một chút hoàn thành một nụ hôn hoàn chỉnh. Minh Thù hôn so với nụ hôn không có kết cấu gì, của hắn liền lộ ra có kỹ xảo hơn nhiều. Minh Thù thành công giải cứu mình ra. Cô giơ một cước đạp người trên giường xuống dưới, đưa tay lau khóe miệng. Độ Khâm, ngươi còn dám đối với gia như vậy, ta chơi chết ngươi. Độ Khâm xem thường, cô đã nói rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần đều không làm gì mình. Ngươi lên thử một chút. Tay Độ Khâm vừa đặt trên giường có chút dừng lại, một lát sau rụt về, lặng yên không tiến động đứng lên lui đến chỗ bóng tối đứng đấy. Minh Thù ngồi trên giường nhìn qua hắc ám bên kia. Cô ôm đầu ngã xuống, không muốn. Tiểu yêu tinh tìm đường chết không thể sủng, sủng một chút liền lên trời. Minh Thù xoay người đưa lưng về phía bên kia. Không biết qua bao lâu, Minh Thù lật người, Tiểu Cương Thi. Người đang đứng trong bóng tối hơi động một chút, biểu thị hắn nghe thấy được. Tới đất, bóng đen bên kia lung lay hai lần. Sau đó Minh Thù nhìn thấy hắn đi tới đứng cách giường 2 mét. Trong bóng tối, ai cũng thấy không rõ thần sắc của ai. Minh Thù thấp giọng thở dài, lên dây. Ngươi lạnh. Minh Thù sửng sốt một chút, còn tưởng rằng lúc trước hắn là sợ mình đánh hắn nên mới thu liễm lại. Ta không có yếu ớt như vậy. Minh Thù nói, lên đây. Độ Khâm đi 2 bước đến bên giường, động tác hắn rất chậm bò lên giường, cởi quần áo đi ngủ. Độ Khâm suy nghĩ một chút, đột nhiên bước xuống giường. Ai, ngươi chạy cái gì? Minh Thù bắt hắn lại. Không biết cái gì cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn được đả lấn tới đúng hay không? Quần áo, không biết. Chương 1443, quy tắc cương thi, 19. Minh Thù suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được hắn nói cái gì. Bởi vì không biết cởi quần áo nên hắn liền từ bỏ ngủ cùng mình. Minh Thù bị cái nhận thức này dọa sợ. Tiểu yêu tinh này sợ là có độc nha. Trước đó là ai muốn sống muốn chết không cho ôm liền bóp chết ngươi. Minh Thù lôi người trở lại, Độ Khâm ôm con rối ngồi trên giường cúi thấp đầu, hơi thở có chút trầm thấp. Minh Thù đưa tay cởi áo khoác hắn xuống, sau đó thô lỗ đem người ấn xuống giường trực tiếp nằm vào trong ngực hắn, kéo chăn mền không hề có tác dụng đắp lên người hai người. Độ Khâm dường như bị cái biến cố này làm cho mơ màng. Một hồi lâu cũng không có phản ứng. Này, ngươi ôm ta còn muốn ôm con rối này. Độ Khâm đem con rối để sang một bên, hai tay ôm Minh Thù. Một đêm bình an vô sự. Ngày thứ 2 Minh Thù tỉnh lại từ trong ngực Độ Khâm, có lẽ là sau khi ngủ linh khí vận chuyển không quá trôi chảy dẫn, đến tay cô có chút cứng ngắc. Sau này đi ngủ cùng tiểu yêu tinh chẳng phải là rất thống khổ. Minh Thù đang muốn sờ đồ ăn vặt ăn an ủi một chút, đột nhiên liền bị người ta ép dưới thân. Tay chân còn có chút cứng, Minh Thù bị ép tiếp nhận nụ hôn sáng sớm tốt lành. Nếu không phải Hồ Tiên Sinh gõ cửa bên ngoài gọi cô ăn điểm tâm, đoán chừng Độ Khâm cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Minh Thù nhìn bên dưới hắn một chút, người lại không có phản ứng. Độ Khâm ôm con rối, mờ mịt nhìn qua. Hắn cần phản ứng cái gì? Minh Thù cảm thấy mình giống như một bà dì quái dị, cô tằng hắn một cái xuống giường trước, sau đó mặc quần áo cho Độ Khâm. Người học nhanh như vậy, vì sao không biết mặc quần áo? Trước đó hắn dùng điện thoại cũng rất lưu loát. Tiểu Cương Thi Độ Khâm rất bá khí đáp lại cô 3 chữ, không cần thiết. Không cần. Cần. Đêm qua cũng không xảy ra chuyện gì, ngay cả những âm thanh bình thường Hồ Phu Nhân luôn luôn nghe thấy cũng đã biến mất. Hồ Phu Nhân ngủ ngon, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hồ Tiên Sinh đối với Minh Thù chính là một trận cảm tạ. Minh Thù, cô cũng không làm cái gì, hôm qua căn bản cũng không thấy thứ gì. Ăn điểm tâm xong, Minh Thù cùng Độ Khâm ngồi trong sân. Cô nhích qua bên cạnh hỏi hắn, hôm qua ngươi chỉ về phía bụng cô ta làm gì? Nam nhân đang cúi thấp đầu khẽ ngẩng lên, trong con ngươi đen như mực chỉ có thân ảnh của nữ sinh. Rõ ràng là cái nhìn chăm chú lạnh lẽo không có nhiệt độ nhưng hết lần này, tới lần khác sẽ cho người ta cảm thấy hắn mang tới một chút khí thế nghiêm túc. Âm khí. Nam nhân nói xong liền gục đầu xuống, tiếp tục bóp con rối trong tay. Rất muốn ôm cô. Hắn muốn bắt cô về cùng hắn an nghỉ chung một chỗ. Có cô bên cạnh nhất định rất tốt. Hồ Phu Nhân đi ra, vừa vặn nhìn thấy Độ Khâm đang giữ tợn bóp con rối. Cô ta hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên lui lại, dưới chân không biết dẫm lên cái gì sau đó ngã xuống. Bịch, Hồ Phu Nhân ngã xuống đụng vào một vật phía sau phát ra một tiếng vang thật lớn. Vợ! Hồ Tiên Sinh từ giữa phòng vọt ra đến, sắc mặt biến đổi đỡ Hồ Phu Nhân dậy. Vợ à, em sao rồi? Em có khó chịu ở đâu không? Hồ Phu Nhân sắc mặt trắng bệch, cô ta ôm bụng, gian nan phun ra mấy chữ. Lão Hồ, con của em. máu đỏ thẫm chảy ra dưới chân Hồ Phu Nhân. Minh Thù nhìn thấy một tia hắc khí từ trong bụng Hồ Phu Nhân chui ra ngoài, tia hắc khí kia giống như là khiêu khích Minh Thù, uốn éo mấy lần rồi vọt vào căn phòng phía sau. Vợ! Hồ Tiên Sinh kinh hoàng kêu to. Minh Thù lấy ra một lá bùa dán trên người Hồ Phu Nhân, sau đó đuổi theo tia hắc khí kia. Một đường chạy đến căn phòng hôm qua nhìn thấy kia, cửa phòng không có khóa lại, Minh Thù đẩy cửa ra đi vào. Vẫn là căn phòng trống rỗng. Rầm! Cửa phòng đột nhiên đóng lại, trong nháy mắt Minh Thù trở lại. Bốn phía đột nhiên tối xuống, căn phòng đang sáng lâm vào tràng cảnh tối đen như mực. Trong chớp mắt cô liền ở trong một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Nhưng vào lúc này, một con quỷ dữ tợn đột nhiên xuất hiện trước mặt Minh Thù, mở miệng to như chậu máu nhào tới. CMN! Minh Thù nhảy qua bên cạnh lấy thú nhỏ ra đập tới. Thú nhỏ mơ mơ màng màng bị ném ra, đập trúng con quỷ kia. Thân hình con quỷ tiêu tán, thú nhỏ rơi xuống mặt đất. Ánh sáng mờ nhạt chậm rãi sáng lên. Thú nhỏ nhảy dựng lên, con sen. Làm ta sợ muốn chết. Minh Thù vỗ ngực một cái. Thú nhỏ từ dưới đất nhảy lên người cô, leo vào trong lòng bàn tay, ngao một cái ăn hết đồ ăn trong tay cô. Minh Thù, chẫm chỉ mang một ít như thế đi đánh phó bản. Minh Thù níu thú nhỏ lại nhéo nhéo một phen. Thú nhỏ xù lông giãy giụa. Một con quỷ lặng yên không tiếng động xuất hiện từ đằng sau Minh Thù, duỗi ra móng vuốt sắc bén dữ tợn nghiêm mặt. Minh Thù đột nhiên quăng thú nhỏ ra phía sau. Chúng chưa? Thú nhỏ nhảy dựng lên, gầm thét, ta nhắc lại cho ngươi biết ta chính là heo. Minh Thù ghét bỏ, ngươi không được, ngươi không có thịt nhiều như heo. Thú nhỏ, bỏ nhà ra đi, hiện tại lập tức. Chủ nhân này người nào muốn thì muốn. Thỉnh thoảng có quỷ xuất hiện, Minh Thù mang theo thú nhỏ trận đập một loạt. Ta nói, ngươi trốn tránh làm gì, ra đây tán gẫu a. Minh Thù nói với hư không, xen vào việc của người khác. Thanh âm bén nhọn nam không ra nam nữ không ra nữ từ bốn phương tám hướng truyền đến, đi chết đi. Một đám dữ tợn quỷ đột nhiên xuất hiện, từng thanh âm thét chói tai vang lên nhào về phía Minh Thù. Ta phi, các ngươi có muốn nghe bài giảng dành cho quỷ không? Dáng vẻ đáng sợ như vậy muốn hù chết chẫm, kế thừa đồ ăn vặt của chẫm sao? Minh Thù không ném thú nhỏ nữa, bắt đầu vung bừa ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều là tiếng thét chói tai của quỷ. Minh Thù đảo mắt qua bốn phía, cuối cùng khóa chặt tại một nơi. Cô xông ra khỏi bầy quỷ đang vây quanh chạy thẳng tới bên kia, đập tay vào trong bóng tối, đoàn hắc ám kia giống như đang sống chạy trốn tán loạn dưới tay Minh Thù. Sao ngươi phát hiện được ta? Thanh âm tức hổn hển vang lên. Đại khái là bởi vì ta lợi hại đi. Thanh âm kia sau khi kinh hoàng rất nhanh liền trấn định lại, bây giờ ngươi đang bị ta bao vây, ngươi cho rằng phát hiện ra ta liền có thể rời khỏi nơi này sao? Âu, hóa ra ngươi lợi hại như vậy. Hừ. Minh Thù hiếu kỳ hỏi, nếu ngươi đã lợi hại như vậy, sao không biết giết Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Phu Nhân? Giết bọn hắn quá hời cho bọn hắn. Thanh âm kia tràn ngập hận ý, ta muốn để bọn hắn mất đi tất cả, sống không bằng chết. Minh Thù tán thưởng, có chí hướng a. Thanh âm kia hung tợn nói, ngươi biết điều thì cút nhanh lên, đây là ân oán của ta cùng Hồ gia, không liên quan tới ngươi. Minh Thù lắc đầu, vậy không được, ta còn phải kiếm tiền. Thanh âm kia gầm thét, các ngươi là đám đạo sĩ thúi xen vào việc của người khác. Đi chết đi cho ta. Trong bóng tối, bầy quỷ dữ tợn đột ngột xuất hiện. Minh Thù vẩy vẩy tay áo chuẩn bị đánh nhau, nhiệt độ bốn phía đột nhiên mát lạnh, một giây sau cô liền bị người ta ôm lấy, sau lưng dựa vào lồng ngực lạnh lẽo. Bóng tối bốn phía rút đi. Cô vẫn đứng trong căn phòng trống rỗng, nam nhân vòng hai tay từ phía sau ôm lấy cô, hoàn toàn bao bọc cô. Trong không khí tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ. Mỗi một âm thanh đều tràn ngập sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 1444, quy tắc cương thi 20. Minh Thù cảm giác được lệ khí trên người Độ Khâm, nồng đậm hơn so với bất cứ lúc nào, phảng phất muốn đem nơi này san thành bình địa. Trong căn phòng trống rỗng còn có một con nữ quỷ lúc này đang không ngừng lui về phía sau, nhưng hận ý dữ tợn trên mặt cô ta không giảm đi chút nào. Ánh mắt lạnh lẽo của Độ Khâm đảo qua, nữ quỷ co rúm người lại nhưng vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực như cũ, không muốn cúi đầu. Chính là ngươi giở trò quỷ. Minh Thù nhìn con nữ quỷ kia. Nữ quỷ kỳ thật rất sợ Độ Khâm. Khí tức trên người hắn thật đáng sợ, thế nhưng hận ý đã chống đỡ lấy cô ta. Là ta. Vì sao? Đây là Hồ gia nợ ta. Nữ quỷ từng chữ ôm hận, Hồ gia nhốt ta ở nơi tối tăm không thấy mặt trời này, là chúng nợ ta. Ta muốn Hồ gia nợ máu trả bằng máu, đoạn tử tuyệt tôn. Minh Thù chờ nữ quỷ gào thét xong, nở nụ cười ôn nhu, mời ngươi bắt đầu biểu diễn. Nữ quỷ. Chuyện này phải ngược dòng tìm hiểu đến tổ phụ đời trước của Hồ Tiên Sinh kia. Lúc ấy Hồ gia chính là đại hộ nhân gia. Lúc ấy con trai trưởng của Hồ gia bệnh nặng, Sau khi chết, Hồ gia cảm thấy hắn chết rất đáng thương, ngay cả vợ cũng chưa có liền thương lượng minh hôn cho vị con trai trưởng này. Đối tượng được minh hôn chính là nữ quỷ này. Nữ quỷ chỉ là con gái của một gia đình bình thường, Hồ gia có tiền có thế, bọn họ làm sao đấu được Hồ gia. Cô ta bị ép gả vào Hồ gia, bọn họ sợ cô ta, chạy liền nhốt cô ta vào một căn phòng. Đêm hôm đó một ngày trước khi bọn họ quyết định minh hôn, nhị thiếu gia của Hồ gia âm thầm vào phòng cô ta làm nhục cô ta. Chuyện này ngày thứ hai liền truyền ra. Thân thể không sạch sẽ tự nhiên sẽ không thể minh hôn cho đại thiếu gia đã chết đi. Nhưng là bọn họ cũng không thả cô ta ra. Cô ta chỉ cầu xin bọn họ bỏ qua cho cô ta như vậy, cô ta cái gì cũng không biết nói. Thế nhưng người nhà họ Hồ cũng không có. Bọn họ chôn sống cô ta. Sau đó cô ta liền biến thành quỷ. Nếu như không phải người nhà họ Hồ, cô ta sẽ gả cho một người bình thường, coi như cực khổ cũng sẽ trải qua hết cuộc đời của mình. Nhưng bọn họ đã hủy hoại cô ta. Cho nên cô ta liền cả ngày quấn lấy người nhà họ Hồ. Đặc biệt là nhị thiếu gia lúc trước đã làm nhục mình. Nhưng Hồ gia rất nhanh liền mời đạo sĩ tới. Đạo sĩ này để người nhà họ Hồ đem thi thể của cô ta đào lên. Sau đó dùng biện pháp âm độc chôn cô ta dưới nhà của Hồ gia. Cô ta không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể tìm người nhà họ Hồ gây phiền phức. Cô ta nhìn người nhà họ Hồ càng ngày càng phát đạt. Nhị thiếu gia của Hồ gia lấy vợ sinh con. Sau đó người nhà họ Hồ liền dọn khỏi nơi này, cô ta cũng không biết đã qua bao lâu. Mãi đến Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Phu Nhân chuyển vào. Dù sao cũng đã qua mấy thập niên, thứ năm đó đạo sĩ phong ấn cô ta có khả năng đã mất đi một chút hiệu quả. Cộng thêm Hồ Phu Nhân có thai, cô ta lại có thể ảnh hưởng đến Hồ Phu Nhân. Chỉ cần đến gần đứa trẻ trong bụng Hồ Phu Nhân, lực lượng của cô ta liền càng cường đại. Mặc dù không thể lấy mạng của bọn họ, nhưng lại có thể làm bọn họ mất đi tất cả. Minh Thù thổn thức, quay đầu nhìn người ôm mình, tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân. Thần sắc hờ hững của Độ Khâm có chút mê mang. Tại sao hắn phải đắc tội nữ nhân? Hắn lại không nói chuyện cùng những người khác. Ngươi tự đi, hay là ta động thủ? Hồ gia đối xử với ta như vậy, ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nữ quỷ hung tợn nói, ngươi đừng hòng ngăn cản ta. Ta chỉ là lấy tiền giải quyết phiền phức. Hơn nữa hiện tại đây là hậu nhân của Hồ gia, đối tượng ngươi muốn báo thù sớm đã đi đầu thai. Ngươi để Hồ gia đoạn tử tuyệt tôn thì được gì? Người lúc trước đối xử với ngươi như vậy cũng không hẳn là người nhà họ Hồ. Nữ quỷ cảm thấy Minh Thù đang lừa dối mình, nhưng lại không có gì phản bác. Minh Thù cùng Độ Khâm rời khỏi phòng, cô nhìn người bên cạnh mình một chút, ngươi tới đây làm gì? Cứu ngươi, ta cần ngươi cứu. Nữ quỷ cũng chưa thấy tư thế hiên ngang của trẫm, ngươi ra ngoài thì trẫm làm được gì? Trẫm cần ngươi cứu sao? Nam chính thủ biểu thị không phục. Cô thế nhưng là một người có thể lật đổ đại lão toàn trường, sao có thể người khác cứu? Trẫm có sĩ diện a. Độ Khâm, hắn cứu cô cũng sai sao? Ta đã nói với ngươi, ngươi không cần. Minh Thù quay đầu, nơi nào còn có thân ảnh của Độ Khâm? Đệt, tiểu yêu tinh này, không phải chỉ nói hắn một câu sao, làm sao lại chạy? Hồ Tiên Sinh đã đưa Hồ Phu Nhân đến bệnh viện, Hồ Phu Nhân không có gì đáng ngại, đứa bé cũng đã giữ được. Minh Thù đến bệnh viện báo tin. Đại sư, đã giải quyết sao? Ừ. Minh Thù đem chuyện của nữ quỷ đơn giản nói qua một lần cho bọn họ. Nghe xong Hồ Tiên Sinh rất khiếp sợ, hắn không nghĩ tới tổ tông của hắn đã làm qua chuyện này. Hài cốt của cô ta vẫn còn ở dưới tòa nhà, các người đào ra xây cho cô ta một ngôi mộ đi. Biết chỗ mình ở chôn người, sắc mặt Hồ Tiên Sinh gọi là khó coi một chút. Hắn nhấp cánh môi hỏi, đại sư, nữ quỷ đó đi đâu rồi? Đi báo cáo chứ sao? Có Độ Khâm ở đó, nữ quỷ trừ gào thét cũng không dám động thủ với cô. Cuối cùng cô ta bị cô giày vò. Không phải, thuyết phục, liền lựa chọn đến địa phủ báo cáo. Minh Thù nhận được thù lao của mình, cười tủm tỉm cho Hồ Tiên Sinh một viên ngọc, cho con của ông. Cái này, không đáng tiền, nhà ai có quỷ, hoan nghênh giới thiệu cho tôi. Ai không có việc gì nguyện ý gặp quỷ a? Cảm ơn đại sư. Hồ Tiên Sinh cung kính đưa Minh Thù ra ngoài. Minh Thù rời khỏi bệnh viện, có tiền rồi, đi khao chính mình một chút. Minh Thù lấy điện thoại ra tìm các cửa hàng ăn ngon gần đây một chút. Trời sắp mưa sao? Dự báo thời tiết không nói có mưa à. Đi nhanh đi. Ánh mắt Minh Thù từ màn hình điện thoại rời lên bầu trời. Bầu trời âm trầm, mây đen kéo thành một mảnh. Người bình thường nhìn cái này chính là mây đen, nhưng Minh Thù nhìn thấy chỉ có âm khí khắp bầu trời. Khí tức của Độ Khâm. Không được để hắn chạy, mọi người ổn định. Trong công viên hẻo lánh, Độ Khâm bị vô số đạo sĩ bao vây ở giữa, các pháp thuật không ngừng bắn về thân thể hắn. Âm khí không ngừng tràn ra từ trên người Độ Khâm, hắn mặt không đổi sắc đánh bay đạo sĩ đang tiến lại gần. Độ Khâm liên tiếp đánh bay mấy đạo sĩ, đám người có chút chần chờ. Phong ấn của hắn vẫn chưa giải được, Mọi người đừng sợ, cùng nhau tiến lên. Không biết là ai hét lớn một tiếng. Đám người tựa hồ được khích lệ, lần nữa liên thủ. Bùa trận. Thanh âm già nua giống như có thể xuyên thấu tận trời, lui. Vô số lá bùa bay trên không trung, lấy Độ Khâm làm trung tâm vây hắn ở giữa. Đệ tử còn lại dồn dập lui về phía sau. Lá bùa xoay tròn vòng quanh Độ Khâm, Độ Khâm khẽ lại gần lá bùa, nhưng giống như đụng phải thứ gì bị ép trở lại ở giữa. Trong bùa trận nên âm khí đều bị ép ra, ánh sáng của lá bùa phát ra bao phủ Độ Khâm. Sắc mặt của Độ Khâm dần dần khó coi, phảng phất đang trải qua sự dày vò gì. Chương 1445, quy tắc cương thi, 21. Thời điểm Minh Thù đuổi tới chính là nhìn thấy một cảnh tượng như thế. Độ Khâm cơ hồ đứng không vững, trong tay lại đang nắm chặt con rối kia. Tầm Y, ngươi tới làm gì? Tầm Y, ngươi muốn làm gì? Tiếng kinh hô của các đạo sĩ chuyển đến, người bên trong còn chưa quay đầu, các đạo sĩ phía sau đã bị ép tránh ra một con đường. Minh Thù cưỡng ép bổ ra một con đường, gần như bình tĩnh hỏi, các ngươi đang làm gì? Tầm Y, đây là chuyện của đạo môn, ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Có đạo sĩ đứng ra quát chói tai. Minh Thù nhìn Độ Khâm đã nhanh sắp đứng không vững, nhẹ giọng tuyên bố, thật xin lỗi, đó là người của ta. Cho nên, cô dừng một chút, đột nhiên cười lên, ngươi nói việc này ta nên quản hay không quản đây? Cơ hồ là thanh âm của cô đồng thời rơi xuống, Minh Thù liền động thủ ném một vật ra ngoài. Các đạo sĩ còn chưa lấy lại tinh thần từ trong câu nói kia của cô, thân thể liền triển khai bản năng phòng ngự. Bùa trận bị vật Minh Thù ném ra phá tan một lỗ hổng, đạo sĩ duy trì bùa trận bị phản phệ, phun ra một ngụm máu. Bùa trận bất ổn, Độ Khâm chống đỡ người đứng dậy, âm khí bị cưỡng ép càn quấy trong bùa trận, từng lá bùa tự cháy nổi bồng bềnh giữa không trung. Toàn bộ bùa trận biến mất. Tầm Y, thanh âm tức hổn hển của đạo sĩ từ đằng xa truyền đến. Độ Khâm nhìn về bên kia, Minh Thù đang dùng kiếm của hắn càn quét đạo sĩ. Hắn khẽ mím môi, chuẩn bị đi qua, dưới chân đột nhiên bị một thứ đủ loại màu sắc ngăn trở đường đi của hắn. Con vật nhỏ kia kít một cái mở ra trên mặt đất. Móng vuốt lông xù nắm lấy ống quần hắn, một chút liền leo lên người hắn. Độ Khâm nhìn thấy Minh Thù ném nó ra, đây là vật của cô. Thú nhỏ nắm lấy tóc Độ Khâm, leo lên đầu của hắn ngồi. Độ Khâm, Tầm Y, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Tầm Y, ngươi dừng tay. Tầm Y, thanh âm các đạo sĩ quát lớn càng ngày càng hỗn loạn. Độ Khâm có chút gấp nhưng thân thể không động được, giống như là bị người ta khống chế. Con ngươi đen như mực nhìn về thân ảnh bóng người ở phía xa. Tại Hồ gia bởi vì cứu cô nên bại lộ hành tung. Hắn cố ý dẫn dụ những người này ra nhưng là không nghĩ tới sẽ liên lụy đến cô. Có thể cô thấy cái gì nên tìm tới. Tại sao cô lại muốn tới? Trong thế giới của cô, mình đối với cô mà nói là cái gì? Độ Khâm không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Minh Thù bị người ta vây công. Sau đó những người kia từng người ngã xuống đất tức giận mắng chửi. Nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Trước kia thực lực của Tầm Y căn bản không lợi hại như vậy. Cô chính là vô sỉ không biết xấu hổ chuyên gia đánh lén. Hôm nay cũng dám cùng bọn hắn chính diện đối đầu, còn lợi hại như thế. Cái người tà đạo này sẽ không luyện cái gì yêu pháp chứ? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người, bất quá Minh Thù không có thời gian đi quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, chỉ muốn đem bọn hắn đánh cho nằm sấp. Người ở chỗ này chỉ có một lão già tương đối lợi hại, bất quá Minh Thù có bùa phụ trợ, tiêu hao bao nhiêu vẫn là cô chiếm thế thượng phong. Phanh sư phụ, Ngọc Huyền chân nhân, người cuối cùng đổ xuống. Thân thể Minh Thù cũng lảo đảo theo một chút. Cô dùng kiếm chống lên đất bảo trì lại tư thế đại lão. Cô lấy ra mấy viên kẹo đường nhét vào trong miệng. Hương vị ngọt ngào tản ra, Minh Thù thở một ngụm nói, Độ Khâm là của ta, các ngươi ai còn dám có ý đồ với hắn, lần sau cũng sẽ không có kết quả tốt như vậy. Tầm Y, Ngọc Huyền chân nhân ôm ngực dựa vào góc tường, hắn ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng gọi cô. Tầm Y, Độ Khâm chỉ thiếu chút nữa sẽ thành ma, hắn sẽ mang đến tai họa cho nhân gian, ngươi biết mình đang làm cái gì không? Minh Thù quay đầu nhìn Độ Khâm. Ánh mắt Độ Khâm trầm lãnh nhìn chằm chằm Ngọc Huyền chân nhân, Minh Thù nhìn sang, ánh mắt hắn chậm rãi chuyển qua trên người cô, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt vốn là không có một gợn sóng lúc này lại mang tới mấy phần thấp thỏm. Cô sẽ ghét bỏ mình sao? Minh Thù thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng nói, cho nên, trước khi Ngọc Huyền lên tiếng, cô tiếp tục nói, muốn một tên bại hoại trong đạo môn như ta giúp các ngươi bắt lấy hắn sao? Tầm Y, ân oán của ngươi cùng đạo môn vào lúc này nên bỏ qua một bên, lấy đại cục làm trọng. Minh Thù nâng khóe môi lên, thật xin lỗi. Ba chữ thật xin lỗi làm cho Ngọc Huyền chân nhân khẽ nhíu mày. Minh Thù kéo lấy kiếm đi về phía Ngọc Huyền chân nhân. Sư phụ, Tầm Y, ngươi dám động thủ với sư phụ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồ đệ của Ngọc Huyền chân nhân gầm thét lên tiếng. Minh Thù tới gần Ngọc Huyền chân nhân, cô hơi xoay người, chỉ dùng thanh âm mà hai người có thể nghe thấy. Ta muốn lấy hắn làm trọng. Ngọc Huyền chân nhân chấn kinh nhìn Minh Thù. Ngươi, đây chính là thứ lợi hại hơn so với hạn bạt, tồn tại gần giống như ma. Tòa cổ mộ kia chính là dùng để trấn áp hắn. Hiện tại hắn ra ngoài, cũng may thanh kiếm kia không ở trong tay hắn, có thể ngăn chặn lực lượng của hắn lại. Nhưng, thanh kiếm kia vẫn đang trong tay Tầm Y. Minh Thù mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, cho nên, thật xin lỗi, để ta tiếp tục làm một tên bại hoại của đạo môn đi. Ngươi đây là đem toàn bộ nhân gian đặt trong nguy hiểm. Ngọc Huyền chân nhân tăng thêm ngữ khí. Một khi phong ấn của hắn được giải trừ, toàn bộ huyền môn chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà, trong truyền thuyết, đẳng cấp cao nhất của cương thi có thể chống lại thần tiên. Thì sao? Minh Thù lui lại, nở nụ cười sán lạn, các ngươi muốn đối phó hắn thì đối phó với ta trước. Rõ ràng là ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ. Minh Thù không nhìn bọn hắn nữa mà trở lại bên cạnh Độ Khâm. Cô nhìn thú nhỏ một chút, thú nhỏ hừ lạnh một tiếng xoay đầu về phía bên. Con sen, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Cho ta một bàn mãn hán hoàn tịch ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Trừ phi cho ta 2 bàn. Không, 10 bàn. Minh Thù lấy thú nhỏ xuống, tùy tiện vuốt vuốt rồi trực tiếp nhét vào trong túi. Thú nhỏ. Con sen, ngươi chờ đó cho ta. Ta. Độ Khâm hơi há môi, lại không biết nói cái gì. Minh Thù nâng khóe miệng lên, còn có thể đi không? Muốn ta ôm ngươi không? Độ Khâm. Hắn còn chưa đến mức này. Minh Thù duỗi tay đỡ hắn. Độ Khâm nhìn bàn tay đang đỡ mình cũng không có đẩy cô ra, đi theo cô rời khỏi nơi này. Đám người Ngọc Huyền chân nhân trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Ngay tại thời điểm bọn họ sắp biến mất không thấy gì nữa, Độ Khâm đột nhiên quay đầu. Hắn chỉ nhìn một giây liền quay đầu lại, cùng Minh Thù biến mất ở ngã rẽ. Đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái nhìn cuối cùng kia của Độ Khâm, bình tĩnh không chút gợn sóng. Nhưng bọn hắn lại cảm thấy trong lúc bất chợt bị ném xuống địa ngục, sự sợ hãi vô biên vô tận tràn lan đến, cho dù là Ngọc Huyền chân nhân cho tới bây giờ, cũng chưa từng thấy qua sự tồn tại này. Ngọc Huyền chân nhân, làm sao bây giờ? Có đạo sĩ run rẩy hỏi. Bọn hắn trước đó đều cho là Tầm Y chỉ trùng hợp đạt được thanh kiếm kia. Căn bản không nghĩ đến cô cùng Độ Khâm có dính líu quan hệ. Khụ khụ khụ. Ngọc Huyền chân nhân ho khan vài tiếng, triệu tập các phái của đạo môn quyết nghị đi. Mây đen trên bầu trời dần dần biến mất, ánh nắng xuyên phá mây đen rơi xuống. Có lẽ trong lòng tất cả mọi người đều chỉ có sự nặng nề. Chương 1446, Quy tắc cương thi 22. Tia sáng trong lối đi của tàu hỏa u ám, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua, nhưng sau khi âm thanh nhỏ vang lên lại lâm vào tràng cảnh yên tĩnh. Minh Thù đẩy cửa đi vào. Nam nhân an tĩnh nằm trên giường, cơ thể hơi nghiêng, thân thể thon dài co quắp trên chiếc giường nhỏ hẹp, tựa hồ có chút ủy khuất. Hắn quay mặt vào bên trong, đứng tại cửa ra vào chỉ có thể nhìn thấy tóc tai lộn xộn cùng góc mặt tinh xảo của hắn. Minh Thù đóng cửa lại, thả nhẹ động tác ngồi vào bên cạnh hắn. Độ Khâm xoay người, chậm rãi mở mắt ra. Sắc mặt hắn không tốt lắm, nguyên nhân có thể là do những lá bùa kia. Hắn lẳng lặng nhìn Minh Thù. Minh Thù cầm tay hắn, dễ chịu chút nào không? Ngươi nghe thấy? Độ Khâm không trả lời mà hỏi ngược lại Minh Thù. Nghe thấy cái gì? Minh Thù vuốt vuốt tay hắn. Ma. Minh Thù cúi người xuống nằm vào bộ ngực hắn, hừm, vậy ngươi rất lợi hại a. Sau này liền có thể kiếm cho ta nhiều tiền hơn để mua đồ ăn vặt. Độ Khâm, thân thể ấm áp bao trùm trên người hắn, thân thể không được tốt cho lắm dường như được tiếp thêm sức mạnh dễ chịu hơn hẳn. Yết hầu hắn nhấp nhô 2 lần, ngươi không sợ? Sợ cái gì, tới một tên đánh một tên, đến một đám đánh một đám, ta rất biết đánh nhau. Nữ sinh tràn đầy phách lối thả ra lời nói hùng hồn. Độ Khâm không biết cô là cố ý hay là vô tình rời đi chủ đề. Hắn muốn nói là bản thân hắn. Người như hắn. Hắn vốn không nên tồn ở thế giới này. Thật lâu, Độ Khâm đưa tay ôm lấy cô. Được rồi. Cô không muốn nhắc tới, vậy liền không nói. Minh Thù đá giày xuống bò lên giường nằm cùng hắn. Vốn là chiếc giường nhỏ hẹp, hai người cơ hồ không có chỗ trống để nhúc nhích. Thân thể hai người kín kẽ dính vào cùng nhau. Toa tàu an tĩnh chỉ có tiếng hít thở của Minh Thù. Minh Thù bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Thân thể mềm mại ở trong ngực, Độ Khâm một chút buồn ngủ cũng không có. Nếu như trở lại chỗ kia, có cô bên cạnh thì hắn cũng nguyện ý, bất quá. Cô khẳng định không nguyện ý, Độ Khâm có chút phiền não, phải làm sao bây giờ? Cốc cốc Minh Thù bị đánh thức, cô lục lọi điện thoại nhìn thời gian, trời còn chưa sáng. Giờ này lại có thằng ngu nào đến gõ cửa. Độ Khâm đang nhắm mắt không có phản ứng, không biết là đã ngủ thiếp đi hay là không muốn mở mắt. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh. Minh Thù chống đỡ thân thể ngồi dậy, hôn lên cánh môi Độ Khâm một cái sau đó mới đi xuống mở cửa. Độ Khâm có chút mở mắt ra nhìn thân ảnh lung la lung lay của nữ sinh. Cửa bị đẩy ra, tiếng ồn ào bên ngoài tràn tới. Bên ngoài là một nhân viên công vụ, cô ta một mặt lo lắng. Xin chào, nơi này của cô có bác sĩ hoặc là nhân viên y tế không? Minh Thù lắc đầu. Nhân viên công vụ lộ vẻ thất vọng, cô ta vội vã nói một tiếng sau đó đi xuống toa khác. Thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Tầm mắt Minh Thù rơi vào bên ngoài cửa sổ. Trong bóng tối lờ mờ có thứ gì hiện ra. À, có quỷ. Tiếng thét chói tai từ một nơi khác vang lên. Hiển nhiên đã có người phát hiện thứ bên ngoài. Minh Thù nhìn thấy có một con quỷ ghé vào bên ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười dữ tợn nhìn cô. Có quỷ, à, có ma. Nhân viên công vụ mới vừa rồi thần sắc kinh hoàng dựa vào cửa sổ thét lên. Đoàn tàu chẳng biết lúc nào đã ngừng lại, quỷ bên ngoài càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít chen chúc ngoài cửa sổ xe. Cái này mẹ nó là đem cả chiếc tàu hỏa đều chở đến âm phủ. Mà nơi này dường như còn có điểm gì là lạ. Những con quỷ này nhìn qua rất hung tàn a. Minh Thù nhìn điện thoại một chút. 15 tháng 7. Quỷ môn mở. Thế nhưng bình thường cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cái này là nguyên một đống chứ cũng không phải là mấy người. Minh Thù quay đầu nhìn Độ Khâm một chút. Độ Khâm đã mở mắt ra đang nhìn cô. Minh Thù bỏ điện thoại vào trong túi, đóng cửa trở lại bên trong. Ta ra ngoài xem một chút, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây. Minh Thù mò thú nhỏ ra kín đáo đưa cho hắn. Độ Khâm giữ chặt cô. Âm khí trên người ngươi quá nặng, ngươi đi theo ta, khả năng sẽ không ra được. Ngón tay Độ Khâm có chút buông lỏng. Ta sẽ trở lại nhanh thôi. Độ Khâm ôm chặt con rối, phát ra một đơn âm tiết. Ừ. Minh Thù xoa xoa đầu hắn, lại hôn một cái rồi đứng dậy rời đi. Bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, Minh Thù ở đây. Khoang xe này mặc dù có quỷ vờn quanh nhưng số lượng rõ ràng ít hơn, nên người của hai đầu toa tàu đều dồn dập chen ở đây. Minh Thù đi qua hành lang, cô đưa tay gõ kính cửa một cái. Quỷ bên ngoài dường như bị dọa sợ nên dồn dập ẩn vào trong bóng tối. Trên người Minh Thù còn có vài lá bùa, cô dán vào hai đầu của toa tàu. Đám người nhìn thấy khoang tàu này, không có xuất hiện những thứ kinh khủng kia liền dồn dập tràn vào, ngay cả lối đi nhỏ cũng bị chiếm. Vừa rồi có người nhìn thấy Minh Thù dán bùa, có lẽ là cảm thấy lá bùa hữu dụng, nên thậm chí có người tiến lên xé bùa chuẩn bị chiếm thành của mình. Minh Thù một tay xách người kia ra. Cô muốn làm gì? Người kia hét lớn một tiếng. Hiện tại khoang tàu này an toàn, nếu lấy lá bùa này xuống vậy coi như không nhất định. Nữ sinh nhìn qua tuổi tác không lớn lắm, nói chuyện không nhanh không chậm, chính là bộ dáng vô hại, nhưng lại có thể làm cho người ta không dám ngỗ nghịch với cô. Minh Thù răn dạy cho bọn họ rồi nhấc chân đi về phía mấy khoang tàu khác. Cô thuận tay dán bùa lên, trên đường đi cũng gặp phải những người như vừa rồi muốn xé bùa chiếm thành của mình. Cô chỉ nói một câu cũng sẽ không ngăn cản bọn họ, nếu như không nghe thì đó cũng là chuyện của bọn họ. Bùa Minh Thù dán lên có hiệu quả, cô còn chưa đến khoang tàu tiếp theo đã có người biết. Cứu mạng, cứu mạng. Đại sư cứu mạng. Đám người nhào về phía cô, hoàn toàn ngăn trở đường đi của cô. Tránh ra cho lão tử. Những người kia bị mấy tên hung thần sát người gạt ra. Đám người vây quanh Minh Thù, từng người thân thể dũng mãnh lộ ra sát khí nằng nặc. Bên ngoài tàu là lệ quỷ dữ tợn, bên trong tàu lại là đại hán hung thần sát khí. Kêu la cái gì, những thứ kia không phải còn chưa vào được sao? Một đại hán chỉ vào những người kia quát lớn, thấy bọn họ không nghe, đại hán không biết, từ chỗ nào móc ra một thanh khảm đao chém về phía ghế ngồi một cái, đều mẹ nó câm miệng lại. Khoang tàu đột nhiên an tĩnh lại. Hành khách run lẩy bẩy co lại một bên, sự sợ hãi không chỉ đến từ bên ngoài mà còn có trong tàu. Giải quyết hành khách ầm ĩ xong, một người đại hán trong đó dò xét Minh Thù từ trên xuống dưới, tiểu nha đầu, cô có thể bắt quỷ. Nhanh đem những thứ đó giải quyết hết cho lão tử. Đại hán hoàn toàn không cho Minh Thù cơ hội nói chuyện, trực tiếp ra lệnh cho cô. Minh Thù đang nhìn chính là đằng sau đại hán, những con quỷ đang đứng cùng đám người. Rộn rộn ràng ràng, cơ hồ có một nửa là quỷ. Nhưng những người khác dường như không nhìn thấy. Nói chuyện với cô ngẩn ra làm gì, nhanh đi. Nếu hôm nay cô không giải quyết hết những thứ đó, tôi sẽ cho cô đẹp mặt. Đại hán giống giận, đưa tay muốn túm lấy Minh Thù, móa nó, người sống lão tử còn không sợ, sao có thể sợ đám người chết này. Minh Thù linh hoạt tránh ra. Đại hán bắt vào khoảng không, lông mày chữ bát dựng lên, càng lộ ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn Minh Thù. Nếu ông không sợ, vậy tự ông đối phó đi. Minh Thù mỉm cười động viên hắn, phải tin tưởng mình, ông có thể. Cục diện khẩn trương như vậy sao cô còn có thể cười được, lại còn động viên đối phương. Đại hán chỉ vào Minh Thù, cô. Ừ, bắt tiểu nha đầu này lại cho lão tử. Chương 1447, quy tắc cương thi 23. Đám đại hán đồng thời động thủ, trong xe phát huy không tốt, thân thể Minh Thù linh hoạt né tránh, bọn hắn ngay cả góc áo của Minh Thù cũng chưa từng bắt được. Mẹ nó. Đại hán tức giận mắng một tiếng, con ngươi đỏ ngầu đột nhiên nhìn về phía hành khách. Khảm đao sắc bén không có dấu hiệu nào chém về phía hành khách. Máu tươi vẩy ra rơi trên người hành khách bên cạnh. A, có thể là bị sợ đến choáng váng, đám người này trừ thét lên cũng không có bất kỳ động tác gì. Minh Thù, chạy thoát thân cũng không tích cực. Còn có thể đứng nhìn bọn hắn. Còn không mau chạy, chờ bị bọn hắn chém sao. Minh Thù đẩy một người vào khoang tàu gần nhất. Một tiếng nhắc nhở của Minh Thù làm các nhân tài này tranh nhau chen lấn chạy về phía khoang tàu khác. Minh Thù đá văng một đại hán, chống đỡ lối đi nhỏ của hai bên chỗ ngồi nhảy lên một cái, đạp ngã hai người phía sau rồi dùng tư thế xoáy khí rơi xuống đất. Cô hơi huýt sáo, đại hán bên kia giống giận đứng lên. Má ơi! Minh Thù kéo hành khách vừa mới bị chém dậy, nửa kéo nửa túm ném qua một bên khác. Ánh mắt đỏ ngầu của những đại hán kia giống như muốn giết người. Từng người hung ác nhào tới. Minh Thù đánh ngã người gần nhất, sau đó xoay người chạy. Chạy khỏi khoang tàu, ba một cái đóng cửa lại rồi dán bùa lên. Động tác này như nước chảy mây trôi một mạch làm xong, rất có phong thái của đại sư. Nhà đầu thối, cô mẹ nó mở cửa ra. Các đại hán điên cuồng kéo cửa, mặt của bọn hắn tựa hồ còn dữ tợn hơn so với đám quỷ bên ngoài. Ông nói tôi mở tôi liền mở à, ông lại không cho tôi đồ ăn vặt. Bang, loảng xoảng, đại hán bên kia bắt đầu đạp cửa. Nhưng mặc kệ bọn hắn đạp ra sao, cánh cửa này cũng không nhúc nhích tí nào. Đằng sau Minh Thù là những hành khách chạy trốn vừa rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn Minh Thù tràn đầy cảm kích. Vừa rồi nếu như không phải cô chặn mấy người kia lại, thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trên tay bọn hắn lại có đao. Bọn hắn đến cùng là làm sao vượt qua kiểm tra an ninh. Minh Thù từ giữa tấm thủy tinh nhìn bọn đại hán, cất giọng nói, nhìn đằng sau các ngươi đi. Khoang tàu trống rỗng, ánh đèn đột nhiên lóe lên lờ mờ xuất hiện từng cái bóng. Minh Thù quay người. Đằng sau vang lên từng tiếng thét chói tai dần dần cao hơn. Minh Thù từ trong ánh mắt kính sợ của đám người mở cửa khoang tàu đi về phía trước. Trước đó cô là đi về phía sau, lúc này đi lên phía trước hiển nhiên là trở lại khoang của Độ Khâm. Minh Thù trở về, những người kia giống như nhìn thấy cứu tinh luống cuống chạy về phía cô. Mau cứu cô ấy! Mau cứu cô ấy! Khoang tàu phía trước truyền đến thanh âm tâm thần phân liệt. Minh Thù nhìn màn chắn một chút, từ trong đám người đi đến khoang tàu phía trước. Bên trong khoang tàu có mùi máu tanh nồng đậm. Một người phụ nữ mang thai đang muốn sinh. Vừa rồi nhân viên công vụ tìm bác sĩ y tá chính là vì người phụ nữ mang thai này. Nguyên một đoàn tàu lại không có một bác sĩ, lúc này gọi 120 cũng không thông. Không biết có nên nói người phụ nữ mang thai này là xui xẻo hay không? Người phụ nữ mang thai đã sắp không được, những con quỷ bên ngoài càn quấy, đám người tự phần mình thét lên, nơi nào còn có tâm trí lo lắng cho người phụ nữ mang thai. Minh Thù dán bùa lên bốn phía, đỡ đẻ cô khẳng định không làm được, chỉ có thể dán cho người phụ nữ mang thai một lá bùa rồi đi về phía đầu tàu. Minh Thù tìm tới trưởng tàu, chỉ huy trưởng tàu lái tàu về lại nhân gian. Chờ tia sáng bốn phía, dần dần bình thường, những con quỷ bên ngoài đã biến mất, đám người vừa chạy một vòng quanh quỷ môn, mặc kệ người bên cạnh là ai cũng ôm nhau khóc giống. Nói như thế nào để đám người này không hỗn loạn không phải là chuyện của Minh Thù. Minh Thù trở lại khoang tàu của người phụ nữ mang thai kia. Đừng kêu, quỷ đi rồi. Minh Thù thấy những người này còn rúc vào trong góc, lên tiếng nói, nếu còn không cứu cô ta sẽ lập tức biến thành quỷ. Đám người hoảng sợ. Đừng dọa người như thế chứ. Bị Minh Thù nói như vậy, có người bấm 120, có người chủ động tiến lên giúp người phụ nữ mang thai đưa đến vị trí rộng rãi. Hơi thở của người phụ nữ mang thai đã rất yếu, tùy thời đều có thể nguy hiểm tính mạng. 120 chuyển tới bác sĩ chuyên nghiệp bên kia chỉ huy qua điện thoại. Dùng sức mau. Chịu đựng, đứa bé sắp ra rồi. Không được từ bỏ, dùng sức, dùng sức. Không, không được. Cô ta xuất huyết nhiều. Bác sĩ nhanh chóng nói cho bọn họ biện pháp xử lý khẩn cấp, nhưng người bên này đã bị dọa sợ, trong lúc nhất thời không có động tác. Cứu, cứu con tôi. Người phụ nữ mang thai vẫn còn ý thức gian nan phun ra mấy chữ. Không, tôi không được. Người phụ nữ kia mang theo tiếng khóc nức nở. Bác sĩ không ngừng cổ vũ cho người phụ nữ đỡ đẻ. Tất cả mọi người khẩn trương lên, cũng có người động viên cô ta. Minh Thù trước đó đứng ở phía sau lúc này đã tiến lên một bước, cô cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên mi tâm của người phụ nữ mang thai. Thần kỳ chính là giọt máu kia lại thấm vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Đám người trực tiếp sửng sốt nhìn. Hơi thở của người phụ nữ mang thai rõ ràng đã tốt hơn nhiều so với trước đó, cũng có sức lực hơn, bởi vì đau đớn nên kêu ra tiếng. Một tiếng này làm cho tất cả mọi người hoàn hồn. Minh Thù trở lại phòng VIP, leo lên nằm vào ngực Độ Khâm. Độ Khâm im lặng biểu thị nghi vấn của mình. Không có việc gì. Minh Thù ôm lấy hắn. Ánh mắt Độ Khâm trầm xuống ôm lấy cô. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy con quỷ hồn. Độ Khâm đảo mắt qua, mấy con quỷ dường như bị dọa đến biến thành trong suốt, nhưng vẫn cố chấp không hề rời đi. Minh Thù vỗ vỗ Độ Khâm, đừng làm rộn. Độ Khâm thu tầm mắt lại. Mấy con quỷ kia lề mề hồi lâu mới thận trọng tiến đến. Cảm ơn ngươi. Quỷ hồn nói lời cảm ơn với Minh Thù. Những quỷ hồn này đều là theo chân mấy tên đại hán hung thần sát khí kia tới đây. Đám đại hán kia đều là dân liều mạng, bọn hắn mua người của nhà ga đem bọn hắn lên tàu. Bọn hắn muốn giết người trên tàu để tạo ra sự khủng hoảng. Bọn hắn không giết được những người kia, nhưng hôm nay là nửa tháng 7, nên bọn hắn nghĩ biện pháp để trưởng tàu lái đến âm phủ. Minh Thù đuổi những con quỷ này đi, có chút mỏi mệt nhắm mắt lại. Những con quỷ kia nào có năng lực để nguyên một chiếc tàu tiến vào âm phủ. Độ Khâm mới là mấu chốt. Nếu không phải như thế, trẫm mới lười đi quản chuyện này. Độ Khâm không nhúc nhích ôm cô, hô hấp của Minh Thù dần dần bình ổn. Bên ngoài dường như có âm thanh khóc nỉ non của đứa bé vừa chào đời loáng thoáng từ xa, mà đến gần, lại từ gần ra xa. Thời điểm đám đại hán kia xuống tài liền bị cảnh sát chờ đã lâu bắt được. Lúc ấy đám đại hán này đang ở trong trạng thái tinh thần sụp đổ. Mà Minh Thù là người ngăn cản đám đại hán này bị người ta truyền đến truyền đi, cuối cùng còn xém chút nói cô thành ba đầu sáu tay. Chuyện có quỷ trên đoàn tàu không có. Bị trắng trợn truyền ra, người phụ nữ mang thai được đám người hợp lực đỡ đẻ lại thu hút sự chú ý. Được truyền thông ầm ầm đưa tin. Cứu viện trong đoàn tàu còn có một tiểu cô nương rất quan trọng. Bất quá sau đó đều không có người nào biết tiểu cô nương này tên gì. Chỉ biết là cô ngăn trở đám hung thủ và cũng cứu được 2 sinh mệnh. Cụ thể hơn là bị cảnh sát lệnh cưỡng chế không cho phép tuyên bố. Nhưng người của đạo môn liền biết người bên trong tấm ảnh không tính là mơ hồ kia, dù có hóa thành cho bọn hắn cũng nhận ra. Đối với việc Minh Thù sẽ cứu người này, người của đạo môn hiển nhiên đều có chút không thể tin được. Cô thế nhưng là mang theo một tên có sự tồn tại gần như ma. Vậy mà lại cứu người. Chương 1448, Quy tắc cương thi, 24. Vô Lượng Sơn. Minh Thù nằm trên ghế xem tin tức. Mấy ngày nay tất cả tin tức đều là liên quan tới việc trên xe lửa. Cũng có không ít văn chương viết về cô. Nếu như không phải có ảnh chụp, Minh Thù cũng hoài nghi người bọn hắn nói chính là một thánh mẫu chuyển thế cứu khổ cứu nạn. Trẫm thật ra chỉ là thu thập một chút cục diện rối rắm cho tiểu yêu tinh mà thôi. Hoàn toàn không muốn quản những chuyện vớ vẩn đó, có được không? Các ngươi khen trẫm như thế, trẫm sẽ ngượng ngùng. Minh Thù tê liệt trên ghế một ngày, tiểu quỷ đưa thức ăn cho cô 2 lần, trạng vạng tối mới nhớ tới tiểu yêu tinh của cô. Minh Thù lắc lư trở về phòng. Độ Khâm đang nằm trong quan tài, lãnh ý trên người đã được thu liễm lại. Độ Khâm lúc này nhìn qua chẳng khác nào một mỹ nhân đang ngủ say. Từ lúc trở về, hắn vẫn luôn ngủ say. Minh Thù ghé vào mép quan tài lặng lặng nhìn hắn trong chốc lát. Thở dài, quay người chuẩn bị rời khỏi. Cánh tay đột nhiên mát lạnh, cô bị người ta giữ chặt. Minh Thù quay đầu. Con ngươi đen như mực an tĩnh nhìn cô chăm chú. Tỉnh. Minh Thù lui trở lại, ta đã định đem ngươi đi chôn, kết quả ngươi lại tỉnh, thật đáng tiếc. Đối tượng chính là dùng để oán. Bàn tay đang nắm tay cô bỗng dưng buông lỏng, Độ Khâm rũ mắt xuống, kéo nắp quan tài bá một cái đóng lại. Minh Thù giơ tay nhìn chằm chằm nắp quan tài, có một cái nắp quan liền ghê gớm nha. Nửa ngày cô mới cười một chút, gõ gõ, ai, tiểu cương thi, ngươi đây là xem ta thật sự sẽ đem ngươi đi chôn sao? Trong quan tài không có động tĩnh, nói chuyện với ngươi đó, ngươi không nói lời nào, ta sẽ kéo ngươi ra ngoài chôn. Độ Khâm cảm thấy quan tài thật sự động đậy, hắn mặt không đổi sắc đẩy nắp quan tài ra, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Chôn ở đâu? Tràn ngập sát khí. Minh Thù dựa vào quan tài, đáy mắt tràn ngập ý cười say lòng người, trong lòng ta được không? Độ Khâm run rẩy lông mi, biểu lộ trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đầu óc có chút trống rỗng. Ngữ khí của cô cùng trước đó không có gì khác biệt, Độ Khâm cũng không biết cô chỉ là thuận miệng nói, hay là có ý gì khác. Sát khí toàn thân dần dần biến mất. Hắn có chút mờ mịt ngồi đó, tựa hồ không biết nên phản ứng cái gì. Nửa ngày, nam nhân khẽ mở môi mỏng, ôm. Minh Thù gõ gõ nắp quan tài, ghét bỏ nói, ta cũng không muốn ngủ cùng ngươi trong này. Độ Khâm cơ hồ không có gì suy nghĩ. Xoay người ra, ôm. Minh Thù giang 2 tay. Độ Khâm nghiêng người lấy ôm cô, cằm đặt bên trong hõm vai cô, chóp mũi đụng phải làn da mịn màng trên cổ cô. Cảm giác ấm áp, là cảm giác của cô. Càng thêm cảm giác quen thuộc. Độ Khâm mờ mịt trong lòng, vì sao hắn lại có loại cảm giác này? Độ Khâm được nuôi gần hơn nửa tháng, nhìn qua cùng trước đó cũng không khác nhau lắm. 2 con tiểu quỷ vẫn sợ hắn, chỉ cần hắn xuất hiện thì bọn hắn liền sẽ không xuất hiện. Tỷ tỷ. Chúng ta phát hiện có người lén lén lút lút dưới chân núi. Nhóm tiểu quỷ đến báo tin cho Minh Thù. Ta biết rồi, từ lần trước sau khi trở về chưa được mấy ngày, cô liền phát hiện có người đang lén lút ở Vô Lượng Sơn. Đoán chừng là đạo môn phái người đến giám sát cô. Dù sao Độ Khâm cùng kiếm của Độ Khâm đều ở chỗ của cô. Bọn hắn đánh không lại cô nhưng lại không thể bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể giám sát trước. Chỉ cần bọn hắn không lên núi, Minh Thù cũng lười đi quản bọn hắn. Ngày thứ hai sau khi tiểu quỷ báo cáo có người lén lén lút lút, Minh Thù liền nhận được một thư mời. Rất chính thức. Đạo môn mời. Đối phương không động thủ, Minh Thù cũng lười gây sự. Dù sao lãng phí đồ ăn vặt là một chuyện rất sai lầm. Cho nên Minh Thù liền mang theo Độ Khâm đến dự tiệc. Ngay từ đầu cô vốn là không muốn mang theo hắn, ngại vướng víu. Nhưng tiểu gia hỏa này không mang theo không được. Cuối cùng chính là hai người bọn họ cùng đi dự tiệc. Yến tiệc được tổ chức tại trang viên trên một ngọn núi. Không tính là lớn cũng không xa hoa, nhưng rất có ý cảnh. Linh khí dồi dào, là một nơi khá tốt để tu thân dưỡng tính. Nghe nói là một thổ hào nào đó tài trợ cho đạo môn. Thời điểm Minh Thù đi vào liền phát hiện ở đây không chỉ có người của đạo môn, còn có hòa thượng. Đây là toàn bộ huyền môn. Cô ta là Tầm Y. Chính là cô ta. Tên bại hoại của đạo môn. Cặn bã. Ánh mắt Độ Khâm đảo qua trên người những người này không mang theo bất luận nhiệt độ gì. Đám người đang nghị luận dồn dập im lặng, cảnh giác nhìn Độ Khâm. Đây chính nguyên nhân ngày hôm nay bọn họ tụ tập ở đây. Người đàn ông này lại ôm một con rối. Đây là tạo hình mới sao? Có chút không giống như trong tưởng tượng của bọn họ a. Tầm Y, Tu Luân mang theo hai đạo sĩ ra đón. Hắn đảo mắt qua Độ Khâm, khẽ vuốt cằm, mời vào bên trong. Tu Luân dẫn đường, càng đi vào bên trong thì càng có nhiều người xuất hiện. Trừ những đạo sĩ cùng hòa thượng liếc một chút liền có thể nhìn ra, còn có rất nhiều âu phục dày da hoặc người ăn mặc bình thường. Người trong huyền môn không nhất định đều là đạo sĩ, chỉ là đạo môn tương đối nổi danh hơn. Những người này nguyên chủ đều chưa từng gặp qua, lần này lại tụ tập toàn bộ ở chỗ này. Tiểu yêu tinh thật lợi hại. Mời. Tu Luân đưa Minh Thù tới một căn phòng, đẩy cửa ra mời cô đi vào. Minh Thù thản nhiên đi vào, Độ Khâm ôm con rối nhắm mắt theo đuôi, bộ dáng ngoan ngoãn hoàn toàn không giống một đại nhân vật kinh động đến toàn bộ huyền môn. Thời điểm những người trong phòng nhìn thấy Độ Khâm cũng có một ý niệm như vậy. Cái này, có phải là có chỗ nào không đúng? Cái con rối kia là cái quỷ gì a? Cho dù Độ Khâm ôm, như tư thế ôm kiếm cũng không thể thay đổi sự thật nó chính là một con rối. Minh Thù quét mắt một vòng người trong phòng. Trong phòng có một cái bàn dài, đám người đều ngồi hai bên. Ngọc Huyền Chân Nhân cũng ở đây, đều là các đại lão hết sức quan trọng trong huyền môn. Minh Thù nở nụ cười, phô trương như vậy, ta còn có chút sợ. Đám người, không nghe ra ngươi sợ chỗ nào. Không ai trả lời, Minh Thù chỉ cười một chút cũng không thấy xấu hổ. Trước tiên kéo ghế ra cho Độ Khâm, Độ Khâm biết nghe lời liền ngồi xuống. Minh Thù kéo cái ghế bên cạnh hắn ra, tùy tiện như nhà mình, ai đó kêu một chút điểm tâm lên ăn rồi trò chuyện chứ. Đám người, ngươi coi nơi này là nhà mình a? Bọn hắn còn chưa mở miệng, ngươi làm sao lại ngồi xuống? Ai cho ngươi ngồi? Ngươi có biết xấu hổ hay không? Tu Luân, đi chuẩn bị một chút điểm tâm đi. Ngọc Huyền Chân Nhân phân phó Tu Luân. Thời gian chờ điểm tâm, không khí trong phòng ngột ngạt, ai cũng không mở miệng. Người của huyền môn cũng không nghĩ tới Minh Thù thật sự dám đến, hơn nữa còn dám mang Độ Khâm đến. Đương nhiên cô tới là kết quả tốt nhất. Tu Luân đưa đồ ăn vào, đệ tử còn lại đều lui ra ngoài, chỉ có hắn ở lại đứng một bên, cung kính đứng đấy. Minh Thù chậm rãi ăn điểm tâm, hẹn ta đến đây muốn nói chuyện gì? Chúng ta muốn cùng ngươi nói chuyện, liên quan tới. Ngọc Huyền Chân Nhân nhìn về phía Độ Khâm, tựa hồ không biết nên gọi hắn như thế nào, chuyện của Độ Khâm. Cuối cùng chỉ có thể gọi thẳng tên. Người của huyền môn có thể biết trong cổ mộ có vật gì, biết tên Độ Khâm cũng không kỳ quái. Nói đi. Minh Thù nói chuyện tốt như vậy, ngược lại làm cho người trong huyền môn sửng sốt mấy giây. Vị diện này không có ích tiên sinh, để Minh Thù cùng tiểu yêu tinh ân ái một chút ha 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 ha. Chương 1449, quy tắc cương thi, 25. Người trong huyền môn vốn định trực tiếp đánh vào Vô Lượng Sơn. Nhưng Ngọc Huyền Chân Nhân lấy chuyện trên tài hỏa phản đối đề nghị này, cuối cùng mọi người bỏ phiếu quyết định đàm phán. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới có một ngày, sẽ cùng một tên bại hoại đối nghịch đạo môn đối mặt đàm phán như thế. Độ Khâm nói thế nào cũng không phải con người, hắn ở nhân gian chính là một cú át bom hẹn giờ, đất chức trách của huyền môn, Tầm Y ngươi nên rõ điểm này. Ngọc Huyền Chân Nhân đưa tay, ra hiệu Minh Thù nghe hắn nói xong. Minh Thù im lặng, an tĩnh ăn cái gì đó. Về phần Ngọc Huyền Chân Nhân nói cái gì cô cũng coi như là gió lướt qua tai. Ngọc Huyền Chân Nhân cũng có thể thổi khó khăn của ngân gian tới một thế giới hòa bình. Một khi phong ấn trên người hắn được giải trừ, cuối cùng ngay cả ngươi cũng sẽ không biết đến lúc đó. Cũng không có gì có thể khống chế nổi hắn. Ngọc Huyền Chân Nhân dừng một chút, nhìn về phía Tu Luân. Tu Luân gật đầu, quay người từ trong một ngăn kéo lấy ra một bản cổ tịch. Hắn đem cổ tịch cũ nát đưa tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù, cái này là cái gì? Ngọc Huyền chân nhân, ngươi xem một chút liền biết. Con ngươi Minh Thù có chút híp lại, cô vỗ vỗ tay lật cổ tịch ra. Ngươi lật nhẹ. Có một đại lão bất mãn quát lớn một tiếng. Cái cổ tịch này là bản độc nhất, lật hỏng liền không còn nữa, cổ tịch đều là chữ phồn thể, có vài chỗ hoàn toàn không biết, Minh Thù liền đoán được, hiểu được đại khái. Tư liệu ghi chép cổ mộ cổ tịch này hẳn là sau này mới chép lại, có rất nhiều thứ đều không minh bạch. Chỉ biết thứ cổ mộ trấn áp chính là một người tên Độ Khâm. Thân phận của hắn, vì sao lại bị trấn áp hoàn toàn không biết. Phía trên còn viết nếu như Độ Khâm rời khỏi cổ mộ, giải trừ phong ấn liền mang tai họa cho nhân gian. Minh Thù lật một lần cũng không thấy được tư liệu có liên quan tới phong ấn. Cho nên, hôm nay các ngươi hẹn ta tới chính là muốn triệt để tiêu diệt hắn. Minh Thù khép cổ tịch lại, đẩy trên mặt bàn. Độ Khâm chậm rãi ngẩng đầu. Con người băng lãnh đảo qua căn phòng, nhiệt độ tại thời điểm này phảng phất đều giảm xuống mấy độ. Đám người âm thầm kinh hãi. Đây chính là Độ Khâm. Vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể khiến người ta sợ hãi. Nếu như phong ấn của hắn được giải trừ sẽ là một sự tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Hôm nay bọn hắn ngồi ở chỗ này đàm phán là chính xác sao? Ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta không phải ý đó. Ngọc Huyền chân nhân hít sâu một hơi, chúng ta chỉ là muốn ngươi biết, hắn giải trừ phong ấn sẽ mang đến hậu quả gì. Mọi người làm người nên rộng rãi một chút, nói thẳng đi, muốn làm gì? Minh Thù phóng khoáng không thôi, chớ cùng tiểu cô nương lằng nhà lằng nhằng. Luôn có điêu dân muốn chia rẽ chẫm cùng đồ ăn vặt. Đám người, bọn hắn đây là đang làm nền. Làm nền có biết hay không? Nào có ai vừa đàm phán liền nói vấn đề chính. Ngươi thấy nhà ai đàm phán như thế chưa? Tầm y ngươi đừng quá không coi ai ra gì. Một đại lão hơi trẻ tuổi đối diện Ngọc Huyền chân nhân thấp giọng một tiếng, mặt mũi tràn đầy sự chán ghét cùng không kiên nhẫn. Cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện ý đàm phán. Trước đó ủng hộ trực tiếp đánh vào Vô Lượng Sơn cũng có người đàn ông này. Minh Thù run run chân, cười híp mắt nói, nếu ta đem ngươi để trong lòng, ngươi sẽ khóc. Đại lão, Độ Khâm, cô lại muốn đem người khác để trong lòng. Nhiệt độ của người bên cạnh đột nhiên thấp xuống, Minh Thù không hiểu được liếc hắn một cái, trẫm làm đại sự, ngươi lại làm yêu cái gì? Độ Khâm từ dưới đáy bàn giữ chặt tay của cô. Minh Thù, vì sao lại có loại cảm giác lén lút năm tay trước mặt giáo viên? Minh Thù giật hai lần cũng không có hất ra, khí lực của Độ Khâm càng lúc càng lớn, Minh Thù đành phải từ bỏ quyết định này, chủ động nắm chặt tay hắn. Cô đổi tư thế, vừa vặn đem động tác của hai người ngăn trở. Ngọc Huyền chân nhân sợ Minh Thù cùng vị đại lão kia ầm ĩ lên liền vội vàng làm người hòa giải. Tầm y, chúng ta thương lượng thế này, ngươi xem có được hay không? Minh Thù nâng miệng khóe miệng cũng không có lên tiếng. Ngọc Huyền chân nhân coi là Minh Thù đồng ý, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, thanh kiếm kia chính là mấu chốt phong ấn. Chúng ta không phản đối hắn sống ở đây, nhưng ngươi nên đem thanh kiếm kia giao cho chúng ta bảo quản, như thế có thể bảo đảm hắn sẽ không giải trừ phong ấn. Ngọc Huyền chân nhân cứ như vậy nói ra, Minh Thù có chút ngoài ý muốn. Cô còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không đề cập tới vấn đề này. Dù sao bọn hắn không xác định mình rốt cuộc có biết hay không. Ta không đồng ý thì sao? Tầm y đây là vì tốt cho tất cả mọi người. Cái này là biện pháp tốt nhất. Người cùng kiếm tách ra. Coi như thật sự xảy ra vấn đề gì cũng còn có thể giải quyết. Nhưng đối với Minh Thù mà nói vấn đề này căn bản không cần cân nhắc. Ta và các ngươi vốn cũng không phải là một phe. Các ngươi tốt không tốt có quan hệ gì với ta. Trò chuyện không nổi nữa. Kiếm ta sẽ không có khả năng đưa cho các ngươi. Độ Khâm các ngươi nghĩ cũng đừng hòng động vào. Minh Thù nói khẽ. Nếu kiếm đã là vật phong ấn Độ Khâm, nói không chừng còn có thể đối phó Độ Khâm. Cô làm sao có thể đem vật như vậy giao cho người khác? Tầm y. Minh Thù mỉm cười đối mặt. Hôm nay ta đến chính là sợ người của các ngươi truyền tin sai cho nên tự mình đến nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu không phục hoặc muốn làm cái gì cứ tới là được. Dù sao các ngươi nhất định không đánh thắng ta, đến lúc đó là ai khóc còn chưa biết đâu. Minh Thù nhìn Ngọc Huyền chân nhân cười đến chân thành, đúng không, Ngọc Huyền chân nhân? Thấm sâu trong lòng Ngọc Huyền chân nhân. Ba, đại lão trước đó oán Minh Thù lửa giận ngút trời vỗ bàn, các ngươi xem thái độ của cô ta, người như cô ta có chuyện gì đáng nói, cô ta chính là cùng tên ma đầu kia chung một phe, hiện tại không diệt trừ, nói không chừng sau này sẽ làm loạn ra cái gì. Ta cũng thấy thế, Tầm y vốn chính là đồng đạo của chúng ta. Cô ta ghi hận chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai ngày, làm sao có thể cùng chúng ta đàm phán, cho nên ngay từ đầu ta đã phản đối. Độ Khâm cũng không phải loại gì lương thiện, hai người này ở cùng nhau. Ta đồng ý diệt trừ bọn họ. Trong lúc nhất thời ngươi tranh ta ồn ào vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Ngọc Huyền chân nhân nói vài tiếng cũng không ai nghe. Mà người đồng ý diệt trừ Minh Thù cùng Độ Khâm đã chiếm hơn phân nửa. Ngọc Huyền chân nhân, các ngươi là chưa từng đánh nhau cùng Tầm y. Thực lực của nha đầu này cùng trước kia hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hắn có thể cảm giác được đây không phải là lực lượng của tà môn, là lực lượng rất thuần khiết. Soạt, đám người giật mình, dồn dập lui về phía sau. Mặt bàn bị người ta đánh bay văng lên chiếc đèn treo phía trên, thủy tinh vỡ vụn đầy trời từ không trung rơi xuống. Cái bàn rơi xuống đất chia năm xẻ bảy. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, muốn đánh liền nhanh tới. Minh Thù cưỡng ép rút tay từ trong tay Độ Khâm ra, một bên vẩy vẩy tay áo một bên nói, ai lên trước, ngươi, hay là ngươi? Ngón tay Minh Thù liên tiếp xẹt qua mấy người. Đám người, đại lão nào đó xanh mặt, bên ngoài đều là người của huyền môn. Ngươi dám động thủ, hôm nay ngươi còn có thể ra khỏi nơi này. Vậy chúng ta thử xem một chút. Minh Thù ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, cô nâng khóe môi người, con ngươi cong thành trăng lưỡi liềm. Nói không chừng ta có thể sáng tạo kỳ tích liền đi ra ngoài thì sao? Chương 1450, quy tắc cương thi 26. Bị một kích như vậy của Minh Thù, những người còn lại tức giận không thôi. Ngọc Huyền chân nhân muốn giảng hòa cũng không có cách, trong phòng đánh nhau ào ào. Minh Thù trước khi đến còn cố ý vẽ không ít bùa, lúc này đã phát huy được tác dụng, cô lấy từng cái đập tới, coi như đối phương năng lực mạnh có thể tránh ra, nhưng cũng có sai sót rơi vào thế hạ phong. Minh Thù được treo lên huân chương đánh toàn bộ đại lão của huyền môn. Sư phụ, trưởng môn, tầm y ngươi. Người của huyền môn bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền dồn dập chạy vào, nhìn thấy trang diện này tức giận không thôi. Minh Thù buông tay, người kia kít một cái ngã xuống đất. Bọn hắn động thủ trước. Minh Thù vô tội, các ngươi không thể trách ta. Các đại lão của huyền môn nằm rạp trên mặt đất tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu không phải ngươi khiêu khích trước, bọn hắn sẽ động thủ sao? Bắt lấy cô ta. Một đại lão nào đó nghiêm nghị hạ lệnh. Không phải ta nói bừa, các ngươi thật sự không phải đối thủ của ta, nhìn sư phụ của các ngươi xem. Minh Thù không biết xấu hổ nói, các ngươi thật sự muốn đánh với ta cũng chỉ có bị đánh. Đám người, tại sao cô lại có thể không biết xấu hổ như thế? Lên. Ai. Minh Thù nắm lấy Độ Khâm chạy ra ngoài. Nhiều người như vậy cô sẽ lãng phí rất nhiều thể lực. Đuổi theo ta đi. Minh Thù chạy vẫn không quên khiêu khích bọn hắn, đuổi kịp ta, ta liền đánh các ngươi. Trong lòng mọi người có một vạn con mẹ nó chạy như điên mà qua. Lớn lối như thế, không biết xấu hổ như thế, tức chết bọn hắn. Minh Thù chạy được một khoảng cách liền nhìn về phía sau, không có ai đuổi tới. Cô ôm cánh tay Độ Khâm thở một ngụm, chỉ biết khi dễ chấm ít người. Không cần chạy. Hắn có thể. Vì sao không chạy? Không chạy chờ bọn hắn đến hao tổn đồ ăn vặt sao của mình sao? Ta có thể đánh. Ngươi lần trước. Độ Khâm nắm chặt con rối, dắt lấy Minh Thù đi xuống núi. Trên đường trở về Độ Khâm rất trầm mặc. Không phải lại trầm mặc bình thường kia, mà là kiềm chế trầm mặc. Minh Thù có chút run rẩy. Cô giống như không có chỗ nào chọc tới hắn a. Trở lại Vô Lượng Sơn, đám tiểu quỷ sợ hãi ra chào đón, tỷ tỷ đã trở về, chúng ta. Độ Khâm dắt lấy Minh Thù đi vào bên trong. Tiểu cương thi ngươi muốn làm gì? Minh Thù bị Độ Khâm đẩy vào phòng, cửa phòng loảng xoảng một tiếng khép lại. Thân thể cao lớn của nam nhân bao trùm tới, bao phủ Minh Thù trong lồng ngực, nụ hôn lạnh lẽo như cuồng phong mưa rào rơi xuống. Minh Thù bị hôn đến mơ màng. Hắn đang làm gì? Tiểu cương thi. Độ Khâm đè ép cổ tay cô, có lẽ đã học trộm Minh Thù nên kỹ thuật hôn đã tiến bộ hơn gì. Minh Thù bị hôn đến có chút mơ hồ. Tiểu cương thi, ngươi làm gì? Minh Thù giãy giụa, nhưng Độ Khâm càng ép càng chặt. Còn mẹ nó ngươi. Ta xxx. Nổi điên cái gì? Lãnh ý trên người Độ Khâm không ngừng xâm nhập tới, Minh Thù bị hôn đến có chút thở không nổi, thật sự thở không nổi, để trẫm thở một ngụm. Ngươi mẹ nó không cần thở. Nhưng trẫm cần a. Độ Khâm rốt cục cũng buông cô ra. Minh Thù đẩy hắn ra, từng ngụm hít thở, hô hô hô. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Tay Độ Khâm còn chống hai bên hông cô, hắn hơi trùng mắt, gằn từng chữ một, ta có thể bảo vệ ngươi. Minh Thù, ai cần ngươi bảo vệ? Minh Thù hơn nửa ngày mới phản ứng được, vì việc này nên hắn mới trầm mặc từ trên đường đi tới lúc về. Sau đó, chương 1451, quy tắc cương thi 27. Ngày thứ hai Minh Thù than thở. Lần sau có đồ ăn vặt cũng không đi về cùng hắn. Tức chết chẫm. Minh Thù một bên mặc quần áo một bên hung dữ chừng người trên giường. Nam nhân nằm trên giường bên cạnh, bên hông đắp một đầu tấm thảm. Lộ ra bả vai cùng lồng ngực, còn có vết tích mập mờ đặc biệt mê người. Tiểu yêu tinh. Minh Thù mặc xong quần áo liền quay người rời đi. Vạt áo cô đột nhiên bị giật lại. Độ Khâm giữ chặt vạt áo cô, tiểu y, mặc quần áo. Ta mặc đại gia ngươi. Minh Thù đem vạt áo lôi trở lại. Độ Khâm lại kéo tay cô, ta. Minh Thù tức giận, tự mặc. Không biết. Đánh rắm. Thời điểm ngươi cởi quần áo trẫm thì sao? Tên tiểu yêu tinh này lại dám gạt trẫm hầu hạ hắn mặc quần áo lâu như vậy. Minh Thù quyết tâm cự tuyệt mặc quần áo cho hắn. Độ Khâm đột nhiên xốc tấm thảm lên, trên người chỉ mặc một chiếc quần cộc, hắn trực tiếp đi về phía cửa. Ngươi làm gì? Ra ngoài. Ngươi không mặc cho ta, ta liền để như vậy đi ra ngoài. Minh Thù vòng hai tay lên ngực, cũng không ngăn cản hắn. Trong đạo quán chỉ có hai con tiểu quỷ, hơn nữa còn là tiểu quỷ nam. Hắn ra ngoài thì cho hắn ra ngoài chứ sao. Trẫm sợ ngươi nha. Trẫm liền xem ngươi làm. Độ Khâm mở cửa cũng chưa nghe thấy thanh âm của Minh Thù. Hắn đứng tại cửa ra vào, đi ra cũng không được, đi vào cũng chẳng xong. Chẳng lẽ cô muốn nhìn mình mặc như vậy đi ra ngoài? Độ Khâm bất chi bất giác nhớ tới trong đạo quán cũng không có nhiều người. Cho nên hiện tại hắn phải xuống đài sao? Độ Khâm ba một cái khép cửa lại. Không đi ra sao? Độ Khâm đi đến bên cạnh Minh Thù, đưa tay ôm lấy cô, tại bên tai cô trầm thấp nói, Tiểu Y, giúp ta mặc. Minh Thù, phạm quy a. Tiểu Y, giúp ta. Mặt đơ đáng yêu là phạm pháp. Giúp ta. Giúp bà nội ngươi. Mặc dù cuối cùng Minh Thù vẫn giúp Độ Khâm mặc quần áo. Tiểu yêu tinh không tìm đường chết thật sự thật là khó gặp được. Ai? Minh Thù cùng Độ Khâm cứ trải qua quãng thời gian gà bay chó chạy như vậy. Hai tiểu quỷ thường xuyên nghe thấy Minh Thù mắng Độ Khâm, còn muốn tìm hắn liều mạng. Nhưng đảo mắt một cái hai người lại vung thức ăn cho chó. Thế giới của các đại nhân thật phức tạp. Người của đạo môn bị Minh Thù giáo huấn một lần. Đám người này không biết là đang chuẩn bị đại chiêu hay là không dám đến tìm chỗ cô tìm phiền phức. Minh Thù vui vẻ nhàn nhã, lúc không có chuyện gì làm, thì lên diễn đàn nhận nhiệm vụ kiếm ít tiền mua đồ ăn vặt, thuận tiện tu đạo. Đạo môn công địch đã nhanh chóng bò lên top 5. Tỷ tỷ, có đạo sĩ lên núi. Tiểu quỷ bay trên không trung báo tin cho Minh Thù. Lại tới. Bao nhiêu người? Chỉ một người. Động tác vẩy vẩy tay áo của Minh Thù dừng lại, một người. Lên núi chính là Ngọc Huyền Chân Nhân. Ngọc Huyền Chân Nhân thái độ rất tốt, phảng phất là tới thăm cô. Minh Thù nhìn đằng sau Ngọc Huyền Chân Nhân, người đến dò xét, đại đội ở phía sau. Ngọc Huyền Chân Nhân giật khóe miệng một cái, chỉ một mình bần đạo. Thả một mình ngươi chết chứ không để đạo hữu chết. Ngươi thật đúng là đại công vô tư a. Minh Thù tán thưởng. Có thể kính già yêu trẻ một chút hay không? Ngọc Huyền Chân Nhân hít sâu một hơi, Tầm Y, lần này ta đến không có mục đích khác, ngươi không cần khẩn trương. Có mục đích khác cũng đánh không lại cô a. Ngươi thấy ta khẩn trương chỗ nào? Minh Thù mỉm cười quét mắt về phía hắn, ta chỉ là nghĩ đến đám các ngươi muốn tấn công lên núi, kết quả chỉ một mình ngươi đến, cái này thật khiến ta bất ngờ, huyền môn các ngươi sợ là có độc nha. Cái gì huyền môn các ngươi? Ngươi không phải người của huyền môn sao? Ngọc Huyền Chân Nhân cảm thấy mình còn chưa nói xong sẽ bị tức chết trước. Tại sao hắn lại phải tới chịu tội? Đám người kia vậy mà đều ném hắn ra. Ngọc Huyền Chân Nhân xuất ra khí thế đại lão hòa ái dễ gần, khụ khụ. Là như vậy, Độ Khâm ở chỗ này không có gây chuyện, chúng ta cũng không thể không có nhân đạo như thế, cho nên quyết định để ngươi làm người giám hộ của Độ Khâm. Các ngươi muốn nhân đạo cũng nhân đạo có không được a. Ngươi không thể để Độ Khâm đả thương người khác, không thể để Độ Khâm một mình rời khỏi Vô Lượng Sơn, càng không thể ba la ba la. Ngọc Huyền Chân Nhân liên tiếp nói mấy cái không thể. Minh Thù xem thường. Đây là tiểu yêu tinh của cô, đương nhiên cô sẽ trông chừng cho thật kỹ, ai cần các ngươi đến chỉ huy. Đánh không lại cô còn làm ra một bộ ủy thác như thế, các ngươi đã hỏi qua ý kiến của Độ Khâm chưa? Tầm Y, Ngọc Huyền Chân Nhân nghiêm túc mấy phở, ta biết trước kia ngươi là bởi vì chuyện của Thanh Thành Tử nên đối với huyền môn, có rất nhiều hiểu lầm. Các ngươi không có bao che hung thủ tiêu diệt cả nhà Vô Lượng Sơn. Ngọc Huyền Chân Nhân, nào có cái gì là cả nhà, người của cả trên lẫn dưới núi cộng lại cũng chỉ 5 ngón tay. Chuyện này, Ngọc Huyền Chân Nhân thở dài, ngươi biết vì sao Thanh Thành Tử lại xây đạo quán ở đây không? Làm sao ta biết? Thời gian nguyên chủ gia nhập phái Vô Lượng là ngắn nhất. Trừ việc cảm thấy sư huynh cùng sư phụ rất tốt, trên cơ bản cũng không biết chuyện gì. Ngọc Huyền Chân Nhân quay người nhìn về phương xa, từ nơi này, ngươi có thể nhìn thấy cái gì? Minh Thù thuận theo tầm mắt của Ngọc Huyền nhìn sang. Dãy núi chằng chịt mờ mịt trong sương mù, nguy nga hùng vĩ. Đó là hương của cổ mộ. Sư phụ ngươi rất thông minh, hắn tự thành lập một phái, lúc còn trẻ chính là đối tượng chúng ta ghen tị. Ngọc Huyền Chân Nhân chậm rãi nói đến. Thanh Thành Tử không có sư phụ, nhưng là hắn tinh thông các loại đạo pháp, tuổi nhỏ thành danh, mình xây phái Vô Lượng. Lúc trước hắn muốn xây đạo quán ở chỗ thật xa như thế, bọn hắn cũng không rõ ràng vì sao. Ngọc Huyền Chân Nhân thanh âm nặng nề, Thanh Thành Tử mấy năm kia làm việc có chút cực đoan, quan hệ cùng huyền môn cũng rất kém, cuối cùng thậm chí đã rời khỏi huyền môn thường xuyên làm một chút chuyện chúng ta cũng không thể nào hiểu được. Về sau, một người bạn của sư phụ ngươi, cũng chính là người ngươi cho là hung thủ, nhận được tin của Thanh Thành Tử truyền đến để hắn đến Vô Lượng Sơn tìm hắn. Mặc kệ ngươi tin hay không, thời điểm hắn tìm tới sư phụ ngươi, sư huynh của ngươi đều đã chết. Sư phụ ngươi đúng là do hắn giết chết, nhưng lúc ấy sư phụ ngươi đã mất lý trí nên bất đắc dĩ mới giết hắn. Ngọc Huyền chân nhân dừng một chút, thanh âm bao hàm tang thương. Sau này chúng ta mới biết Thanh Thành Tử nhiều năm như vậy, đều là đang nghĩ cách làm thế nào để em cổ mộ thả Độ Khâm ra. Vì sao? Thanh Thành Tử cùng Độ Khâm có quan hệ gì? Tại sao muốn thả hắn ra? Ngọc Huyền chân nhân lắc đầu, không biết, đáp án này có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Những đạo thuật kia của Thanh Thành Tử từ đâu học được? Rõ ràng là một thiếu niên thiên tài, sau này sẽ trở thành phái tông sư. Cuối cùng lại rơi vào kết cuộc này. Người trong huyền môn ai không thổn thức tiếc hận cho Hàn SVK. Nhưng, chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra. Bất quá đây chỉ là lời từ một phía của ngươi. Thanh Thành Tử cũng chết hết, chân tướng năm đó đến cùng như thế nào ai biết được. Đương nhiên chuyện này đối với cô mà nói cũng không quan trọng. Ngọc Huyền chân nhân lắc đầu thở dài. Lúc trước bọn hắn muốn giải thích, thế nhưng nha đầu này cái gì cũng không nghe. Hiện đã giải thích xong, cô cũng không tin. Bất kể nói thế nào thì hiện tại Độ Khâm cũng ra ngoài rồi. Nếu ngươi đã muốn giữ hắn lại liền phải chịu trách nhiệm với hắn. Bên ngoài, đều là người vô tội.